Thưa quý vị, loại bỏ việc buôn bán thịt chó mèo, hướng tới thành phố du lịch thân thiện. Đây là cam kết của Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tại lễ ký thỏa thuận hợp tác với tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu FOPOS vừa diễn ra vào sáng nay. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An, việc ký kết thỏa thuận hợp tác cam kết không sử dụng thịt chó mèo phù hợp với định hướng xây dựng và phát triển thành phố sinh thái văn hóa du lịch. Đây cũng là thành công quan trọng của tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu FOPOS sau hơn một năm làm việc đề xuất hợp tác với thành phố Hội An, từ đó tiếp tục nhân rộng ra các địa phương khác trên cả nước. Mỗi năm Việt Nam có hơn 5 triệu cá thể chó và 1 triệu cá thể mèo bị buôn bán, giết lấy thịt. Qua các cuộc điều tra của tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu FOPOS, chỉ có hơn 6% người Việt Nam tiêu thụ thịt chó mèo. Song có đến 90% công chúng ủng hộ chính phủ ban hành lệnh cấm buôn bán thịt các loại động vật này. FOPOS đã tiến hành điều tra về nạn buôn bán thịt chó mèo tại Đông Nam Á. Chúng tôi thành lập các đối tác chiến lược để tăng cường hơn nữa phúc lợi động vật. FOPOS cũng thực hiện một điều tra về thị trường, ý kiến công chúng. Kết quả chỉ ra rằng phần lớn người dân Campuchia, Indonesia và Việt Nam không ủng hộ việc buôn bán chó mèo. Chúng tôi mong muốn khởi động sự cộng tác chặt chẽ với thành phố Hội An để bảo vệ động vật, bảo vệ sức khỏe con người. Thỏa thuận giữa Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An và tổ chức Phúc lợi Động vật Toàn cầu FOPOS có hiệu lực từ tháng 12 năm nay và trước mắt sẽ thực hiện trong 2 năm. Đây cũng là lần đầu tiên một địa phương của Việt Nam có hành động triệt để nhằm chấm dứt nạn buôn bán thịt chó mèo thông qua các biện pháp như thực thi các quy định, chế tài pháp luật. Các nội dung khác trong thỏa thuận bao gồm một chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng và giải cứu chó mèo khỏi các vụ buôn bán giết mổ. Thỏa thuận cũng nhấn mạnh mục tiêu cải thiện phúc lợi vật nuôi, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho động vật, các chương trình tiêm chủng nhằm loại trừ bệnh dại, giúp ngăn chặn hiểm họa có thể bùng phát thành dịch.